Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Kia Sorento 7 chỗ gầm cao. Xe được sản xuất năm 2012, bản 2 cầu, số tự động, động cơ 2.4 máy xăng. Chiếc xe này hiện nay Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương đang chào bán với giá là 565 triệu đồng. 565 triệu đồng cho một chiếc Kia Sorento gầm cao 7 chỗ, số tự động, động cơ 2.4, máy xăng 2 cầu. Đây là thân vỏ của chiếc xe. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 565 triệu đồng. 565 triệu đồng cho một chiếc Kia Sorento 7 chỗ gầm cao 2 cầu, máy xăng 2.4, số tự động. Xe được trang bị những gì thì tí nữa mình sẽ cùng với quý vị kiểm tra. Thì còn về thông số kỹ thuật thì mình cũng nói luôn, nó là 2.4 AT 2 cầu. Đây, thân vỏ chiếc xe đây. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình xem kết hợp cả thân vỏ và nội thất của chiếc xe. Thì cũng đồng thời là nói luôn với quý vị là những trang thiết bị được xe được trang bị. Sorento thì có hai bản, bản 1 cầu và bản 2 cầu. Thì đây là bản 2 cầu. Đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy tổng thể cả nội thất bên trong. Thì bây giờ mình sẽ quay qua một vòng, sau đó mình sẽ đi đến chi tiết nội thất bên trong của chiếc xe. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là một cơ sở mua bán ô tô lớn nhất Hải Dương và nằm trong top 10 miền Bắc về lượng xe. Lượng xe của cửa hàng và cũng như là lượng xe bán ra, uy tín của cửa hàng đã tạo dựng được từ rất nhiều năm. Và đây cũng là một cái nôi đào tạo ra những rất nhiều các thợ buôn xe của cả nước. Thì về trang thiết bị thì mình xin giới thiệu qua là chiếc xe này là sản xuất năm 2012, 2 cầu, máy xăng, động cơ 2.4, số tự động. Thì còn về trang thiết bị đây ạ. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cục điện, gương kính chỉnh điện cục điện, ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đề start top, điều hòa 3 vùng tự động độc lập, màn hình camera lùi. Xe được trang bị đây 2 cầu, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử, rửa đèn pha tự động, rửa đèn pha này, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử. Và xe được trang bị hai cửa sổ nóc. Đây, hai cửa sổ nóc đây. Đây, quý vị có thể nhìn thấy hai cửa sổ nóc rất là rộng. Đây. Và xe được trang bị 3 màn hình. Đây là một màn hình nữa này và một màn hình ở trên mặt táp lô. Đấy là những cái trang thiết bị của xe. Xe được trang bị 3 vùng điều hòa. Đây, vùng điều hòa thứ 2 và vùng điều hòa thứ 3 đây. 3 vùng điều hòa độc lập, tự động. 3 màn hình, 2 cửa sổ nóc, ghế chỉnh điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử, đề start top. Đấy là thông số kỹ thuật và những cái trang thiết bị của chiếc xe này. Thế về quý vị có thể cùng mình đi kiểm tra về các cái tính năng khác của xe. Ví dụ như là đây. Đây, đầu tiên là mình đi xem chỉ cánh bên phụ đây, chỉ cánh phụ đây ạ. Chỉ cánh phụ đây. Còn nguyên từ trên xuống dưới. Chỉ cánh bên phụ đây ạ. Còn nguyên quý vị nhé, không mất phân chỉ nào. Cánh bên phụ. Đây là cánh đằng sau bên phụ đây. Chỉ cánh đằng sau bên phụ đây. Cũng còn nguyên, không mất phân chỉ nào. Về phần đinh tán ở cốp thì đây, đinh tán ở phía bên lái đây còn nguyên, đinh tán ở phía bên phụ đây cũng còn nguyên. Đấy. Rồi là chỉ cốp đây, chỉ cốp đây quý vị nhé, chỉ cốp còn nguyên.
chỉ có ốp còn nguyên ạ. Có ốp cốp còn chưa ra quý vị nhé, ốp cốp còn nguyên chưa ra. Đây, ốp cốp còn nguyên chưa ra. Đấy là về cái, đây là hộp đựng đồ. Hộp đựng đồ thì đây. Đây, kích này là típ các thứ bỏ vào đây. Xe mà khi mà mình không cần, đây là đang để chế độ 7 người đây. 3 vùng điều hòa. Xe được trang bị 3 vùng điều hòa. Khi mà không ngồi hàng ghế sau thì quý vị kéo cái dây này cái là gập ghế xuống thì nó trở thành cái cốp rất là rộng. Đấy, bây giờ tiếp theo đấy là về phần chỉ cánh sau của bên lái. Chỉ cánh sau bên lái đây. Còn nguyên, chỉ cánh sau bên lái còn nguyên đây. Đây là chỉ bên lái. Đây chỉ lái đây, chỉ bên lái đây. Chỉ bên lái đây. Rồi, là không mất phân chỉ nào quý vị nhé. Nội thất thì đấy là về phần keo chỉ. Thế còn về phần nội thất thì táp lô còn rất là đẹp. Đấy, túi táp lô, táp ly đều rất đẹp. Xe được trang bị 3 màn hình, 3 vùng điều hòa. Rồi là cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Và đây là bản 2 cầu quý vị nhé. Ghế chỉnh điện đây. Bản này là bản 2 cầu 720. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra luôn cái phần đầu chiếc xe. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2012, bản 2 cầu. Và hiện nay mình đang chào bán với giá là 565 triệu đồng. Đây, đây là ụ giảm sóc bên phụ. Còn đây là ụ giảm sóc bên lái. Quý vị có thể nhìn thấy đây là toàn bộ cái phần đinh tán này. Còn toàn bộ cái phần đinh tán này còn nguyên quý vị nhé. Và phần đinh tán này còn nguyên. Đinh tán còn nguyên. Đinh tán bên này cũng còn nguyên, tức là xe không bị đâm đầu, đâm điếc gì cả, không bị hai bên má này còn nguyên, không bị sao. Máy móc thì quý vị nhìn thấy xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi, khá là sạch sẽ, không có dầu mỡ loang lổ gì cả. Đấy, quý vị có thể nhìn đấy, nhìn sâu xuống là xe rất là sạch sẽ, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đấy, chiếc xe này thì hiện nay mình đang chào bán với giá chỉ đây, về phần chỉ cabo đây quý vị nhé. Chỉ cabo đây còn nguyên, chỉ cabo, chỉ cabo đây còn nguyên hết, chỉ cabo còn nguyên đây. Đấy, xe không đâm đụng gì, keo chỉ zin. Đấy, và hiện nay đang được chào bán với giá là 565 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2012 và bản 2 cầu, được chào bán với giá là 565 triệu. Thế kì, còn bên cạnh đây mình cũng có một chiếc Sorento cũng sản xuất năm 2012. Sorento cũng sản xuất năm 2012 và hiện nay đang được chào bán cũng giá 565 triệu đồng. Chiếc xe này thì là bản một cầu. Chiếc màu trắng này thì bản một cầu, mà chiếc màu lông chuột kia, chiếc màu lông chuột thì là bản hai cầu, mà chiếc màu trắng này thì bản một cầu. Thì về trang thiết bị thì chiếc một cầu này nó đây ạ. Nó chỉ có cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử, rửa đèn pha. Cũng có gương kính chỉnh điện, cụm điện, cũng có vô lăng tích hợp bàn phím. Và cũng có đèn start top, cũng có màn hình, camera lùi. Chiếc xe này đấy có thêm camera hành trình trên gương. Và cũng có hai cửa sổ nóc. Hai cửa sổ nóc, cũng có 3 vùng điều hòa, cũng ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện đây. Rồi là 3 vùng điều hòa. Đây, vùng điều hòa đây. Vùng thứ hai và vùng điều hòa thứ ba đây. Cũng có 3 vùng điều hòa đây ạ. Cũng có 3 vùng điều hòa, cũng có 2 cửa sổ nóc nó cũng như trước kia. Nhưng chiếc xe này chỉ có một màn hình thôi. Ở đây không có màn hình như là chiếc hai cầu kia. Nói chung là kết cấu thì nó như nhau. Kết cấu thì nó cũng như nhau, nhưng mà về trước kia thì là hai cầu, còn chiếc này là một cầu. Chiếc này thì màu trắng, chiếc kia thì màu lông chuột. Hai chiếc đều được bán với giá là 565 triệu đồng. Được chào bán với giá là 565 triệu đồng quý vị nhé. Quý vị xem xe xin vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi. Số điện thoại 0855 966 966. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về thân vỏ của chiếc xe này xem có bị đâm đụng hay không. Thì đây, chỉ chiếc xe này cũng đây, chỉ cánh bên phụ đây. Quý vị nhìn thấy chỉ cánh bên phụ cũng còn nguyên ạ.
À đây chỉ cánh bên phụ đang tránh trước bên phụ đây. Còn nguyên. Chỉ cánh sau bên phụ cũng còn nguyên luôn. Đấy, chỉ cánh sau bên phụ. Bây giờ đi đến phần cốp đít. Đinh tán đây. Cốp đít cũng chưa mở. Chưa mở cốp đít, đinh tán còn nguyên. Chỉ đây còn nguyên. Đấy, chỉ cũng còn nguyên này. Chỉ cánh sau bên lái, đây là chỉ cánh sau bên lái đây, cũng còn nguyên quý vị nhé. Mình đã kiểm tra rồi, kiểm tra rồi là chỉ vẫn còn nguyên hết, không mất phân chỉ nào. Bốn cánh vào cốp đít đây, chỉ còn nguyên đây. Vâng, thế còn về nội thất thì táp ly táp lô đây, quý vị nhìn đấy cũng khá là đẹp, rất là đẹp. Ghế thì cái này thì nó có một bộ bọc ghế, nó có một bộ bọc ghế, bộ áo ghế, người ta gọi bộ áo ghế 7 chỗ ngồi. Hai chiếc xe thì kết cấu như nhau, như chiếc xe này là một cầu, còn chiếc lông chuột kia, chiếc lông chuột đằng trước kia thì hai cầu, chiếc này thì một cầu. Chiếc này nó chỉ thua chiếc kia là thứ nhất là một cầu và thứ hai nó chỉ có một màn hình thôi, chứ nó không có hai cái màn hình ở bên kia, còn đâu là như nhau. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra cái phần đầu chiếc xe. Chiếc xe thì kiểm tra, thì khi kiểm tra xe thì kiểm tra chỉ bốn cánh, kiểm tra cốp đít, kiểm tra đầu xem nó có bị đâm va gì không. Và khi kiểm tra đầu thì mình cũng sẽ kiểm tra luôn được phần máy móc. Thì đây, đây là phần đầu chiếc xe. Thứ nhất là đầu tiên là cabo chưa ra, ốc cabo còn nguyên. Đinh tán đây, đinh tán đây còn nguyên. Cái xước sát này thì là không phải là do là đâm va. Mình cũng nói luôn, đây là người ta lau chùi và nó bong cái lớp sơn này, không sao. Còn đinh tán còn nguyên, bộ giảm sóc còn nguyên. Đấy, phần đầu răng này còn nguyên nhé. Bên này cũng thế, đinh tán còn nguyên ạ. À, đinh tán đây còn nguyên, đầu răng đây còn nguyên. Thế đầu răng phía trước. Thế còn về chỉ, cabo chưa ra rồi thì chắc chắn là cabo chưa mở thì chắc chắn là chỉ sẽ còn nguyên. Bởi vì nếu như mà đâm va rồi thì cabo nó phải làm lại, thì phải mở cabo ra để làm, chứ không ai để như thế này để mà làm được cả. Thì bắt buộc phải mở cabo. Mà cabo chưa mở thì mình cũng tin chắc luôn rằng là keo chỉ zin, đúng không ạ? Thế về phần máy móc thì đây, máy chiếc xe này cũng là khô ráo sạch sẽ. Máy khá sạch sẽ nhé, khô ráo, chỉ có vài vết đây như hoen rỉ thế này theo thời gian. Tức là đây có vài vết hoen rỉ này thôi, nhưng mà nó là hoen rỉ nguyên bản, không có vấn đề gì. Nó chỉ là hoen rỉ theo thời gian, cái đầu ốc nó rỉ theo thời gian, thì cái đấy thì phải chấp nhận. Chiếc xe này cũng sản xuất năm 2012, một cầu, và được chào bán với giá là 565 triệu đồng. Vậy là Dũng Audi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hai chiếc Kia Sorento, một chiếc màu lông chuột, một chiếc màu trắng. Chiếc màu trắng này thì một cầu và chiếc lông chuột hai cầu. Hai chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 565 triệu đồng, đồng giá 565 triệu đồng quý vị nhé. Quý vị xin vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi, số điện thoại 0855 966 966 để biết thêm thông tin chi tiết. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh thì nó hiện lên quả chuông, thì quý vị bấm quả chuông để nó hiện hai quả dâu ở trên đầu. Hai cái dâu ở trên đầu thì quý vị sẽ nhận được thông tin, nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, cũng như là mình up video chi tiết về mỗi chiếc xe, báo giá mỗi chiếc xe, để quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông báo. Bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe màu lông chuột này hai cầu, để xem là nó chạy như thế nào. Thì đầu tiên mình thì đây mình sẽ khởi động. Khởi động khá là êm quý vị nhé. Chiếc xe này khởi động khá là êm. Máy nổ rất êm. Mình tắt cái quạt gió đi tí. Tắt quạt gió để cho quý vị nghe được tiếng nó ổn định hơn. Máy nổ rất êm quý vị nhé. Rất là bốc. Bây giờ
mình sẽ đề ba. Đường này là đường quý vị có thể nghe thấy chỉ có tiếng của lốp thôi, chứ đường này đường bê tông, chỉ nghe tiếng của lốp thôi. Thì lái rất là nhẹ quý vị nhé. Đặc biệt chiếc xe này lái rất nhẹ và xe có hai cầu điện, hai cầu điện chống chân cân bằng điện tử, chống chân điện tử, lái rất nhẹ luôn. Mình lái một ngón này quý vị này, lái đúng một ngón luôn, xe lái cực nhẹ luôn, chỉ có một ngón tay là có thể lái được chiếc xe này thôi, giật lái rất nhẹ luôn. Đây. Vô lăng cần số, vô lăng khá đẹp và vô lăng cần số. Chiếc xe này đi chỉ có tiếng ồn của lốp vọng lên thôi, không gầm bệ rất là chắc chắn, máy bốc, lái nhẹ, số chuyển đều. Và bây giờ mình đang đề ba, mình đang vào với vòng tua hiện nay là 1.500 và tốc độ là 60 km/h. Đấy, số chuyển rất êm quý vị nhé. Đây là mình đang vào cua. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái cung đường rất là xấu. Cung đường sẽ là toàn ổ gà, ổ voi thôi. Mình có một cái cung đường chuyên để thử gầm xe. Lái cực nhẹ luôn. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán hai cầu nhá quý vị nhá. Mình đang chào bán với giá là 565 triệu. Hai cầu 7 chỗ máy xăng, số tự động, động cơ 2.4. Và quý vị vui lòng alo trực tiếp cho Dung Audi. Đấy, cái đường rất xấu nhưng mà chỉ có tiếng ồn của lốp thôi. Quý vị có ai thể alo trực tiếp cho Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Quý vị nào mà cần tư vấn gì thì alo cho mình, hoặc là cần biết thông tin chi tiết thì cũng alo cho mình luôn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline số điện thoại là 0855 966 966. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Sau khi đăng ký kênh thì hãy ấn vào quả chuông để nhận được thông báo để cập nhật mới nhất. Dung Audi qua đây cũng xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý vị khách hàng đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi Dung Audi trong suốt thời gian qua. Một lần nữa Dung Audi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào quý vị.